Xin chào các bạn nha, xin vừa làm xong bộ led Audi xe quay A nha các bạn. 110, 100 điều mà làm được nha các bạn nha. Xe quay A 110, xe 100 điều làm được. Đi chơi nha thôi, bây giờ mắc cú Audi đá số đôi màu nè. Hàng độc đáo nè. Bây giờ chế độ đèn nào các bạn, đây là màu tím nha các bạn. Đây là hai con mắt là màu xanh dương, hai mắt O-Lock màu dương. Đây là chế độ led Audi màu tím. Rồi em bớt kháng đi, bớt kháng thì sẽ lên màu đỏ chính giữa nha các bạn nha. Rồi bớt kháng nè, cái đầu lên màu đỏ chính giữa nè. Rồi nhấp số 1 em ơi. Đó, số 1 đang là màu xanh lá nha các bạn nha. Rồi số 2 đi em. Số 2 đang là màu vàng nè các bạn. Rồi số 3 em ơi, số 3 là màu đỏ, từ từ. Đó, màu đỏ. Rồi, em thả cái thắng đó đi em. Đó, thả thắng đó nè. Bớt, mình bớt thắng lên là nó hiện lên màu đỏ nha các bạn. Bớt thắng đó. Giữa cái nhị đến giữa nó còn một nhị nữa. Có bạn nào muốn làm thì gọi số điện thoại cho mình nha. 0963374901. Rồi em nhấp số 4 nè, số 4 đây là màu xanh ngọc nha các bạn. Bật nhan đi em. Mở nhan đi em ơi. Đó, xin nhan đó các bạn. Xin nhan nó chuyển sang màu vàng đá O-Lock nha các bạn nha. Rồi vừa đây đạp số lại luôn em đạp số lại luôn. Ok, quá đẹp. Đó. Đó, em đạp số lại nữa đi em. Đó, ở ngoài thì nhìn nó sặc sảo hơn nha các bạn, sặc sảo hơn. Ở trong video thì nó hơi tối chút xíu. Đó, chế độ màu xanh lá. Rồi đạp số lại nữa em. Đó các bạn. Rồi bật nhan bên đây luôn. Quá đẹp. Đây là led Audi mắc cú xe quay A nha các bạn. Quay A 110, 100 quay A mới bây giờ cũng làm được nha các bạn nha. 110, 100 cũng được. Có bạn nào muốn làm thì gọi số điện thoại cho mình. Ok. Có ngoài đẹp lắm. Bóng sáng đi. Rồi, đặt số đi. Rồi, đặt nhanh lên. Ok. Bộ led này được bảo hành 3 năm nha các bạn nha. Led gù bên sơn cũng bảo hành cho gần 3 năm khi xài rất để bảo đảm xài trong thời gian 3 năm nha. Chào các bạn, xin cảm ơn các bạn đã xem video nha.